Nam Mô Bụt Thầy Giả. Đây là chương trình Phật Pháp Buddha Dhamma trên mạng Internet qua Podcast, Facebook và Zoom. Mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa đông Việt Nam từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 tối. Houston, 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 sáng. New York, 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 sáng. Cali, 5 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng. Paris, 2 giờ 30 đến 4 giờ 30 chiều. Sydney, 11 giờ 30 tối đến 1 giờ 30 sáng. Còn Metabanya, thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay Chủ nhật, ngày 19 tháng 12 năm 2021, Phật lịch 2565, môn học thắng pháp Avitamma, chương 6, toát yếu trung tập. Samuchaya Sangaha, bài 47, toát yếu giác phần. Uthipatthiya Sangaha, tướng niệm sứ. Thượng tọa Đại sư và thượng tọa Giác Đẳng biên soạn giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin thành kính cung thỉnh thượng tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Thầy Giả. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh luyến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian dạy, vô thượng điều ngữ, hiền nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 4 đôi 8 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú thành thầy, chúng con thành kính thành đề và tri ân thượng tọa Minh Hạnh. Giờ đây chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng được đi dựng nhập pháp thoại hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giả. Kính thưa thượng tọa Minh Hạnh, cảm ơn của Bụt Thầy Giả. Nam mô Bụt Thầy Giả. Kính lễ thượng tọa Tự Sư, lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, chúng ta muốn qua phần toát yếu về giác phật và nói một cách quen thuộc hơn là 37 pháp cơ bồ đề. Ở đây thì đề tài 37 pháp cơ bồ đề, ở trong đó bao gồm tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn ngũ lực, thất thiết chi và bát chánh đạo, thì không có xa lạ với người học Phật, học kinh đàn, người nói học Phật pháp nói chung. Nhưng mà thưa quý vị, riêng trong thắng pháp thì phần toát yếu về giác phật này là đề cập đến bản thể của các pháp. Ở đây chúng ta sẽ thấy là những cái thuộc tánh hay là những tâm sở được nêu rõ là bản thể của pháp nào. Vì điều này thì chúng ta phải học tương đối kỹ. Bởi vì thưa quý vị, ngày nay rất có nhiều Phật tử, và đặc biệt là Phật tử ảnh hưởng Pháp Đại Thừa, kể cả Phật giáo Mật Tông, người ta tin rằng có một
cái gọi là cái tánh giác, thì là bodhicitta, mà chúng ta gọi là chân tâm hay là Phật tánh, nó vốn có sẵn, và chỉ cần mình xóa đi cái vọng thức thì nó sẽ hiển lộ ra. Thật ra thì Thắng Pháp cũng có nói về những cái tiềm chất nó có sẵn, nhưng mà tiềm chất đó không phải là khi nó hiển lộ ra thì nó trở thành Phật tánh, không phải như vậy. Mà ở đây chúng ta biết rằng có những thuộc tánh của tâm, và khi những thuộc tánh này được phát triển đúng mức, đúng phương thức, thì sẽ trở thành những cái chi phần để dẫn đến giác ngộ giải thoát. Và đây là một cái cống hiến rất là đặc biệt khi mà chúng ta đi sâu vào Thắng Pháp. Hôm nay thưa quý vị, chúng ta có phần đầu là về tổng quan. Sau phần tổng quan thì chúng ta sẽ có một đề tài chuyên biệt về tứ niệm xứ ở trong phần giác Phật. Chắc chắn đề tài này sẽ tốn mất nhiều thời giờ của tất cả chúng ta, nhưng mà lại là một cái chương rất là lợi lạc. Không phải chúng ta chỉ tìm thấy cái nhịp cầu giữa kinh tạng và Thắng Pháp, mà còn giữa pháp học và pháp hành. Bây giờ mời quý Phật tử đọc cho phần bài học, và sau đó chúng ta cùng thỉnh Thượng tọa Tiểu Siêu giảng dạy ý nghĩa của bài học ngày hôm nay. Cho thú lần thay, chúng con thành thiên lần lệ với tri ân thần thoại chắc đạo. Bài học hôm nay, chương 6, Toát yếu tương tập. Sắc quốc cha giá sân gá hả. Bài 47, Toát yếu giác phần. Bồ thị bác kỳ giá sân gá hả, tứ niệm xứ. Phật Pháp không phải chỉ dạy về thiện, ác, mà còn nhấn mạnh con đường vượt thoát khổ đau, thành tựu chánh trí. Mặc dù căn tánh tu tập của chúng sanh có dị biệt, nhưng không phải vì vậy mà sự tu không có phương pháp cụ thể. Cũng như đi đường cần có bản đồ, nhưng chọn đi đường nào tùy thuộc vào kỹ năng của mỗi cá nhân. 37 pháp trợ Bồ đề được giảng trong Thắng Pháp với toát yếu giác phần. Một lần nữa, khi đi vào những đề tài này, cần lưu ý về bản thể của mỗi đề tài. Tứ niệm xứ ở đây có pháp bản thể là sở hữu nghiệp. Từ trạng thái vĩ mô của tâm sở được hung tu trở thành chánh niệm của hành giả là chìa khóa trọng cho sự học và thực hành Phật Pháp. Tập hợp những pháp có tính chất tốt đẹp thuộc thành phần pháp đưa đến sự giác ngộ, gọi là toát yếu giác phần. Giác phần Bodhipakkhiya cũng còn gọi là Bồ đề phần hay đàn giác. Giác phần có 37 pháp gồm 7 nhóm. 1. Tứ niệm xứ Chattaro Satipatthana gồm 4 pháp là thân quán niệm xứ, Kayanu, Nupassana, Patipatthana, thọ quán niệm xứ, Vedana, Nupassana, Patipatthana, tâm quán niệm xứ, Chitta, Nupassana, Satipatthana, và pháp quán niệm xứ, Tamma, Nupassana, Patipatthana. 2. Tứ chánh cần Chattari Sammapatha Nani gồm 4 pháp là thượng cần Samvada Patthana trừ cần Pahana Patthana tu cần Pavana Patthana và bảo cần Anuradha Patthana. 3. Tứ như ý túc Chattaro Ithipada gồm 4 pháp là dục như ý túc Chadithipado cần như ý túc Viriyatipado tâm như ý túc Ithipado và thầm như ý túc Vimansitipado 4 ngụ quyền Chendriyani gồm 5 pháp là tính quyền, Satendriyan,
ấn quyền, Virajan Riyan, niềm quyền, Satan Riyan, định quyền, Samatan Riyan, và tuệ quyền, Panit Riyan. Năm ngộ lực, Panchapa là ni, gồm bốn pháp là tính lực, Satta Patan, tấn lực, Kriya Balan, niệm lực, Sati Balan, định lực, Samati Balan, và tuệ lực, Panya Balan. Sáu, thức giác chi, Satta Bodhgaya, gồm bảy pháp là niệm giác chi, Sati Sampojjhana, trạch giác chi, Satisambhojjhana, tường giác chi, Priyasambhojjhana, thị giác chi, Vittisambhojjhana, định giác chi, Samathisambhojjhana, và sa giác chi, Upekkhasambhojjhana. Bảy, bát chi đạo, Atthamangagani, gồm tám pháp là chánh kiến, Samadhi, chánh tư duy, Samasankhampo, chánh ngữ, Samavaccha, chánh nghiệp, Samakammanto, chánh mạng, Samajivo, chánh tinh tấn, Samavayago, yamo, chánh niệm, Samasati, và chánh định, Samasamati. 37 pháp giác phần này, tính chi pháp thì có 15 chi là tâm thiện, tâm sở nhất hành, tâm sở tầm, tâm sở cần, tâm sở hỷ, tâm sở dục, tâm sở tính, tâm sở niệm, tâm sở trung hòa, tâm sở tịnh thân, tâm sở tịnh tâm, tâm sở chánh ngữ, tâm sở chánh nghiệp, tâm sở chánh mạng, và tâm sở trí tuệ. Những chi pháp thuộc giác phần này, vì là yếu tố giác ngộ nên chỉ là pháp hiệp thế. Chia 15, chi pháp theo vai trò giác phần. Tâm sở cần giữ chính vai trò trong giác phần là bốn chánh cần, cần như ý túc, tấn quyền, tấn lực, cần giác chi, chánh tinh tấn chi đạo. Tâm sở niệm giữ tám vai trò trong giác phần là bốn niệm xứ, niệm quyền, niệm lực, niệm giác chi, chánh niệm chi đạo. Tâm sở trí tuệ giữ năm vai trò trong giác phần là thẩm túc, tuệ quyền, tuệ lực, trạch pháp, giác chi, chánh kiến chi đạo. Tâm sở nhất hành giữ bốn vai trò trong giác phần là định quyền, định lực, định giác chi, chánh định chi đạo. Tâm sở tính giữ hai vai trò trong giác phần là tính quyền, tính lực. Tâm động lực thiện giữ một vai trò trong giác phần là tâm như ý túc. Tâm sở tầm giữ một vai trò trong giác phần là chánh tư duy chi đạo. Tâm sở hỷ giữ một vai trò trong giác phần là hỷ giác chi. Tâm sở dục giữ một vai trò trong giác phần là dục như ý túc. Tâm sở trung hòa giữ một vai trò trong giác phần là xà giác chi. Tâm sở tịnh thân và tâm sở tịnh tâm giữ chung một vai trò trong giác phần là tịnh giác chi. Tâm sở chánh ngữ giữ một vai trò trong giác phần là chánh ngữ chi đạo. Tâm sở chánh nghiệp giữ một vai trò trong giác phần là chánh nghiệp chi đạo. Tâm sở chánh mạng giữ một vai trò trong giác phần là chánh mạng chi đạo. Giải ý nghĩa bảy nhóm giác phần. 1. Tứ niệm xứ. Danh từ Satipatthana nghĩa là niệm có cơ sở, một chánh niệm hoàn thiện, một cách chánh niệm để phát triển minh sát, Vipassana. Có bốn niệm xứ. 1. Thân quán niệm xứ, Kaya Nupassana, Patipatthana,
là niệm đặt trên đối tượng sắc thân kaya, là sắc uẩn. Ghi nhận sự hiện hữu của sắc uẩn như hơi thở, đại oai nghi, tiểu oai nghi, thể trượng, bốn nguyên tố, tự thi. Pháp niệm thân để thấy tính chất vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh của thân này. 2. Thọ quán niệm xứ. Vedana, Nupassana, Patipatthana là niệm đặt trên đối tượng cảm thọ. Vedana tức là thọ uẩn, ghi nhận sự sanh khởi của thọ uẩn. Đây là thọ khổ, đây là thọ lạc, đây là thọ u, đây là thọ hỷ, đây là thọ xã, đây là thọ liên hệ vật chất, đây là thọ không liên hệ vật chất. Niệm cảm thọ để thấy tính chất vô thường, khổ, vô ngã của thọ uẩn. 3. Tâm quán niệm xứ. Citta, Nupassana, Satipatthana là niệm đặt trên đối tượng tâm sanh. Cittupada ghi nhận sự sanh khởi của thức uẩn, như tâm có tham biết đây là tâm có tham, tâm không tham biết đây là tâm không tham, tâm có sân biết đây là tâm có sân, vân vân. Chánh niệm tâm để thấy rõ tính chất vô thường, khổ, vô ngã của thức uẩn, bao gồm cả bốn danh uẩn vì là tâm sân. 4. Pháp quán niệm xứ. Dhamma, Nupassana, Satipatthana là niệm đặt trên đối tượng pháp thực tính, Dhamma. Pháp trong pháp quán thường được cho là tượng uẩn, Sanya, và hành uẩn, Sankara, là hai uẩn còn lại. Vì thân quán là sắc uẩn, thọ quán là thọ uẩn, tâm quán là thức uẩn, tổng cộng là năm uẩn quá rõ. Tuy nhiên, nếu xét theo kinh nghiệm xứ, thì pháp quán niệm xứ còn nhiều hơn tượng uẩn và hành uẩn. Trong kinh niệm xứ, pháp quán được Đức Phật dạy là quán niệm năm triền cái, năm thủ uẩn, 12 xứ, 7 giác chi, 4 thánh đế. Như vậy, sự quán niệm danh sắc hay bất kỳ pháp thực tính nào thuộc năm đề tài trên đều gọi là pháp quán niệm xứ. Quán niệm pháp để thấy rõ tam tướng, không phải chỉ tọa ngộ tính vô ngã như thường được nói, bởi vì vài vị tiền bối. Lại nữa, các ngài nói sự gì có bốn niệm xứ. Vì đại từ bỏ bốn kiến điên đạo, Vipala, Santiti, là chấp thường, là ngã tịnh, điều này cần phải xét lại. Chi pháp của bốn niệm xứ là tâm sở niệm, trong tâm đại thiện khi tu tập thiền quán. Bài học tiếp theo, bài 47, Thoát yếu giác phần, Uthipakhiya Sangaha tiếp theo, biên soạn giáo trình, Thị Kheo Giác Đẳng. Giờ đây chúng con thành kính đảnh lễ và cung thỉnh Thượng Tọa Tề Sư từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Thổ Rạc Tân Đập Tây Sa. Kính lễ Tam Bảo. Kính chào Thượng Tọa Nhất Đẳng, Thượng Tọa Tiểu Viên, Thượng Tọa Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức có mặt ở trong rung. Thân chào quý bà quý cô thương nữ, quý Phật tử. Hôm nay chúng ta học qua phần toát yếu tương tập mà thuộc về toát yếu giác phần bồ thí bát giá, bồ thí bát giá sanh ra. Lẽ ra thì trong cái này mở đầu của toát yếu giác phần là chúng ta học tổng quan về 37 bồ đề phần
với 7 cái đề tài. Nhưng vì chúng tôi nghĩ rằng nếu trong cái phần tổng quan 7 đề tài của tập yếu giáp phần thì nói tổng quát thì sẽ không có mất nhiều thời gian, nó còn dư thời gian nhiều lắm. Và nếu dư được nói kỹ thì như vậy trong những ngày sau chúng ta học từng phần thì chúng ta sẽ không có cái vấn đề gì để nói. Với lại chúng tôi cho học hôm nay một phần trong 7 phần, một cái đề tài trong 7 đề tài tứ niệm xứ, để trong dịp này chúng ta thảo luận đi sâu vào cái pháp môn tứ niệm xứ. Còn về cái vấn đề tổng quan giới thiệu ở đoạn đầu giới thiệu về 7 đề tài thì chúng ta đề nghị với Thượng Tọa Giác Đẳng là chúng ta không cần phải thảo luận ở trong cái phần giới thiệu tổng quan đó, chúng ta chỉ xoáy sâu vào trong tứ niệm xứ thôi. Bởi vì mai mốt từng phần chúng ta cũng đã có, chúng ta có cái thời gian để mà chúng ta nói về tứ chính cần, có thời gian bữa khác thì chúng ta nói về tứ duy ý túc, bàn sâu thêm ngũ quyền ngũ lực hay thất chất chi bát chánh đạo. Còn nếu mà ngày hôm nay mà chúng ta tập trung, chúng ta nói tứ niệm xứ rồi tứ chính cần, tứ duy ý túc, ngũ căn, ngũ quyền ngũ lực, thất chất chi bát chánh đạo thì mai mốt chúng ta trở lại nữa thì nó bị trục lập. Đó là cái lời đề nghị của chúng tôi. Vì chính vì thế hôm nay chúng ta đặt trọng tâm ở ngày tứ niệm xứ. Kính thưa quý vị, ở trong thắng pháp chúng ta trình bày về cái tóc yếu giác phần có 7 đề tài, điều đó giúp cho chúng ta thấy được cái mối tương quan giữa kinh tạng và thắng pháp tạng. Bởi vì ở trong kinh tạng Đức Phật này cũng có giảng về tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ giữ ý túc, ngũ quyền ngũ lực, thất chất chi bát chánh đạo. Và ở trong thắng pháp tạng thì cũng trình bày, nhưng mà trình bày ở một cái lĩnh vực chuyên sâu về chi pháp. Cho nên có cái sự tương quan. Nếu mà người nào mà họ bài bác thắng pháp, học không có ích lợi rõ ràng thì là người đó, vị sư đó mà chưa từng ghé mắt qua vi diệu pháp, họ chưa từng ghé mắt. Cho nên ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng là cái cách trình bày
thì có khác, khác nhau. Nhưng mà vì mục đích để đề cao cái pháp giác ngộ thì giống nhau. Và ở đây khi mà nói đến cái tác ý giác phần Bodhipakkhiya Sanggaha, chữ Sanggaha là tác yếu hay là tập hợp, tập hợp những pháp có tính chất tốt đẹp, thuộc về thiện pháp. Và đây là những cái pháp đưa đến cái sự giác ngộ. Nếu mà dịch ra đó thì Bodhi là giác, bậc giác là phần. Cái chữ bậc giác đó đã xuất phát từ chữ bậc khác. Và khi mà chúng ta học trong vi dược pháp đó, xin lỗi, cái chữ bất khá đó thưa quý vị, nó còn có nghĩa là cánh, một phe, chúng ta thường gọi là phe cánh đó. Cánh tả, cánh hữu, hay là phe nhóm phần. Và cũng chính vì vậy chữ bất khá khi nó biến thành, khi nó hiệp với cái tiếp vị ngữ y thành bất khi là con chim, loài chim, bởi vì loài chim là loài có hai cánh. Cho nên sẵn đây chúng tôi cho quý vị học Pali, vui để học thêm một từ chữ bất khi giá. Ở đây chúng ta lấy từ chữ bất khá, và bất khá nó có một cái từ cũng thoát thay từ chữ bất khá là chữ bất khi, là con chim. Quý vị chú mỗi lần chúng ta chú ý như vậy là chúng ta học cũng dần dần nó cũng giỏi thôi quý vị. Trở lại vấn đề thì cái chữ bất khi giác ở đây là không có dịch là đầu cánh, mà chúng ta phải dịch là phe đảng, hay là phe nhóm, hoặc là thành phần. Thì chữ Bodhipakkhiya, ngài Hòa Thượng Tịnh Sự ngài dịch là đảng giác. Chữ đảng ở đây là phe đảng, đảng giác. Còn nếu mà dịch là giác phần đó thì chúng ta xài cũng được, cái giác phần xài cũng được. Nhưng mà nếu mà chúng ta đọc âm chữ Bồ Thí không là giác thì chúng ta âm là Bồ Đề, Bồ Đề phần, hay là giác phần, hay là đảng giác. Và nó cũng có trường hợp là
khi mà chúng ta nói bảy bồ đề phần, lý ra thì chúng ta phải hiểu là bảy cái đề tài ở trong Bồ Thí Bát Giác, gọi là bảy giác phần. Hay là nếu mà tính chi pháp, tứ niệm xứ 4, tứ chánh cần 4, tứ như ý túc 4, ngũ quyền 5, ngũ lực 5, tấn chánh chi 7, bát chánh đạo 8, chúng ta tổng cộng lại thành 37 giác phần, 37 pháp giác phần, mà nó nằm ở trong 7 đề tài. Nhưng mà người ta dễ bị nhầm lẫn. Người ta dễ bị nhầm lẫn ở cái trường hợp là 7 giác phần là 7 giác chi. Nó thuộc về cái đề tài thứ 6 ở trong 7 phần này. Bởi vì chữ Pochanga, chữ Pochá, chữ Pochá hay Sampochá, nó cũng dây mơ rễ má của chữ Bồ Thí. Bây giờ hãy nói từ này nữa, phân tích nữa thì quý vị là mất thời gian của quý vị quá. Chữ Bồ Chăng Gá, chữ Bồ Thá, chữ Bồ Thá với chữ Bồ Thí, nó cùng một gốc mà ra, từ một căn mà ra. Học Pali đến mấy cái chỗ này giải tự quan hỷ lắm thưa quý vị. Nếu mà chúng ta có cái thời gian khiến cho chúng ta sẽ học nhiều, hiểu nhiều về Pali. Thì do đó ở đây chúng ta phải thận trọng. Khi nói đến bảy giác phần thì chúng ta phải hiểu là bảy đề tài ở trong đẳng giác, hay là trong giác phần. Ở trong bảy đề tài đó thì có đề tài thứ 6 gọi là thất giác chi. Thì bởi vì cái chữ ăn giá đúng ra là chi, nhưng mà có đôi khi người ta dịch là chi phần, thành thử ra khi nói đến chi hay nói đến phần người ta nhầm lẫn với nhau. Đây là điều mà chúng tôi muốn lưu ý. Ở trong lớp các học viên chúng ta phải chú ý chỗ này nè. Khi mà nói đến bảy cái đề tài hay là bảy nhóm đẳng giác thì chúng ta ai cũng biết là tứ niệm xứ Satipatthana, tứ chánh cần Sammapatthana, tứ như ý túc Ittipada, ngũ quyền Indriya, Panchindriya, ngũ lực Panchapala, thất chất chi Pochanga, bát chánh đạo Maggangani. Chúng tôi không nêu chi pháp ở các phần khác. Mỗi một ngày học một bài thì chúng tôi sẽ nêu chi pháp. Chắc lẽ cái điều này sẽ chúng tôi sẽ sắp xếp lại trong cái giáo trình dạy đây. Vì ghi như thế này đó, là khi chúng tôi soạn ở trong
Thoát yếu A Tỳ Đàm, cái quyển Thoát yếu A Tỳ Đàm, cho nên mới soạn có cái tổng quan điều chi pháp này. Trước hết là chúng ta hôm nay chúng ta học về tứ niệm xứ. Cittaro Satipatthana, cái chữ Satipatthana đó gọi là niệm xứ. Cái chỗ này chúng ta sẽ bị lấn cấn. Bình thường khi mà chúng ta đọc ở trong kinh xưa đến bây giờ, chúng ta học thuộc lòng, chúng ta sẽ không thấy có cái sự lấn cấn. Nhưng mà khi mà chúng ta chuyên sâu ở trong cái từ ngữ Pali và chuyên sâu về thắng pháp, về chi pháp của thắng pháp, thì chúng ta sẽ thấy nó có một vấn đề cái vấn đề đây không phải là cái gì, chỉ là trong khi đó cái chi pháp của tứ niệm xứ là tâm sở niệm sati cittasika, tâm sở niệm. Nhưng mà theo cái cách sắp đặt cái atipaccana là định danh niệm xứ ở trong tiếng Pali là satipatthana, rõ ràng là cái thành tố Patthana nói lại là chủ đạo của danh từ này. Satipatthana có nghĩa là đi một cơ sở hay là vị trí để đặt niệm, bốn cơ sở để đặt niệm, bốn cơ sở để đặt chánh niệm. Thì do đó cho nên chúng ta mới thấy cái chi pháp Đức Phật nêu lên là một là cai giác, hai là vedana, ba là citta, bốn là dhamma. Rõ ràng như vậy. Nhưng ở đây khi mà các vị lấy chi pháp đó, các bậc A-sa-lê lấy chi pháp thì ở đây là tâm sở niệm thôi. Như vậy lấy niệm là chủ đạo. Cho nên ở hai vấn đề này chắc có lẽ là chúng ta nên hiểu gồm cả hai cách. Chúng ta nên hiểu gần cả hai cách. Một là tứ niệm xứ là trình bày về bốn cái cơ sở đặc niệm, bốn cơ sở đặc niệm thân thọ tâm pháp. Rồi chúng ta cũng chấp nhận luôn cái gọi là niệm xứ, tức là chánh niệm đối với bốn cơ sở, bốn vị trí
chánh niệm đối với người sự, hay là chánh niệm đối với ngũ quẩn. Chúng ta lấy luôn hai nghĩa đó, cho nên chúng tôi mới nói là ở đây nó hơi rắc rối. Vì nếu một phân tích là quý vị đừng có nghĩ là tại sao đang thì không đất bằng cái chúng tôi làm cho dễ sống, rõ ràng quý vị cứ nghĩ như vậy, cái chuyện nó không có, nó bình thường giống như trước giờ mình học bình thường không có gì hết. Nhưng mà bây giờ phân tích ra thì quý vị sẽ thấy là chúng ta đang gặp cái, chúng ta bị cận lại do cái sự lấn cấn đó, lấn cấn về chi pháp và tương ứng, hay nói cách khác lấn cấn chi pháp và điều pháp. Thôi thì chúng ta cứ theo đó đi. Bây giờ tiếp niệm xứ, bây giờ chúng ta định nghĩa theo cái cách này. Tứ niệm xứ là bốn cái cơ sở để đặt niệm, để đặt chánh niệm, hay là để phát triển chánh niệm. Bốn cơ sở để phát triển chánh niệm. Hoặc là niệm xứ có nghĩa là chánh niệm theo bốn cơ sở, chánh niệm theo bốn cơ sở. Và nói như vậy thì quý vị sẽ thấy tại sao không là năm mà chỉ là bốn. Ở đây trong Thanh Tịnh Đạo cũng có giải thích cái chỗ này. Là vì thân quán niệm xứ là lấy sắc quẩn làm đề tài để đặt chánh niệm. Thọ quá niệm xứ để thọ quẩn làm đề tài để đặt chánh niệm. Tâm quá niệm xứ là lấy tâm sanh làm đề tài để đặt chánh niệm, tức là thức quẩn. Thì như vậy các thầy nói rằng pháp quá niệm xứ là lấy tưởng thọ tưởng, lấy tưởng quẩn và hành quẩn làm đề tài để đặt niệm. Và như trong bài viết thì chúng ta đã có nói, đây là theo cái ý kiến của các bậc A-sa-lê, nhất là ngài Bích Thập Cô Xá trong Thanh Tịnh Đạo. Thực ra thì trong bài kinh Trung Bộ hay Trường Bộ, kinh Đại Niệm Xứ, khi mà đề cập đến pháp và niệm xứ thì Đức Phật ngài không có giới hạn ở chỗ thọ, chỗ tưởng quẩn và hành quẩn không, mà ngài nói rõ là quán niệm năm triền cái, năm thủ quẩn. Chúng ta thấy năm thủ quẩn trong đó có danh sắc rồi, tứ danh quẩn và có sắc quẩn nữa. 12 xứ cũng có danh sắc, danh quẩn, sắc quẩn. Bảy giác chi thì chỉ có danh quẩn thôi. Bốn thánh đế thì cũng có danh quẩn, sắc quẩn. Như vậy thì pháp quán niệm xứ là quán niệm danh sắc,
hay là lấy bất kỳ cái pháp thực tích nào thuộc về năm đề tài truyền phái thủ quẩn 12 xứ, bảy giác chi, bốn thánh đế, đều gọi là pháp cái niệm xứ cả. Chứ không phải riêng về tưởng quẩn và hành quẩn không đâu. Đây cũng là một cái mà chúng tôi nói ra quý vị nghĩ đất bằng dễ sống. Hồi đó đến giờ thì cứ nghĩ thân quán, thọ quán, tâm quán, lấy sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, thọ quẩn, thức quẩn, còn tưởng với hành quẩn thì thuộc pháp quán. Sắc như vậy chúng ta thấy ổn quá. Rồi lại thêm cái nữa là khi mà các ngài giải thích đó, các ngài lại nói rằng sở dĩ mà Đức Phật này thuyết chỉ có bốn niệm xứ, không phải là năm hay ba. Là bốn niệm xứ ở đây là vì để từ bỏ bốn kiến điên đảo vipalasadithi, tức là từ bỏ thường tưởng. Trước hết á, là thân quán niệm xứ là để thấy cái thân này bất tịnh, bỏ cái tịnh tưởng, gọi là xuất phát sanya, bỏ cái tịnh tưởng đó, cho rằng thân là đẹp. Cái này chúng ta cũng phải xét lại, bởi vì thân quán niệm xứ đâu phải là chỉ quán gồm hai thị trược không đâu, mà thấy thân bất tịnh. Bởi vì thân có niệm xứ, niệm đại quy nghi, tiểu quy nghi, niệm hơi thở nữa kìa. Chà, nếu mà kéo ra đó thưa quý vị, là chúng ta thấy một cái rối đùi. Rồi thọ quán niệm xứ là để nhìn thấy cái cảm thọ nhất là thọ thọ khổ, để bỏ được cái lạc tưởng. Còn tâm quán niệm xứ là để thấy cái sự tiếp nối sanh diệt của tâm thức, sanh rồi diệt, sanh rồi diệt, sanh rồi diệt. Bởi vì có người, có những vị hành giả mà họ tu tập không biết tới đâu, nhưng mà về họ khoe là họ chánh niệm, họ thấy rõ cái tâm từng sát na sanh diệt. Thưa quý vị, con biết họ đắc tới cái gì rồi. Chỉ có tha tâm thông mới biết được tâm người khác, nhưng mà không có biết từng sát na nữa. Chỉ có Đức Phật là mới thấy được từng sát na tâm thôi. Vì tế quá, một khẩy ngón tay tâm sinh diệt triệu triệu sát na, làm sao thấy. Một cái đồng hồ mà đồng hồ đếm, thưa quý vị, đồng hồ đếm, đếm thời gian, mà những con số mà đơn vị sau mà nó khởi lên, mình nhìn không kịp, mình nhìn không kịp, không nhận ra được số 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, chúng ta không nhận ra. Thì làm sao chúng ta nhìn tâm để mà chúng ta thấy được cái sắc này, này. Nhưng mà các vị nói rằng là tâm
trong quán niệm xứ để thấy cái vô thường, bỏ cái thường tưởng gọi là nicca sanya, bỏ cái thường tưởng. Và pháp quán niệm xứ là để bỏ cái ngã tưởng atasanya. Bởi vì khi mà phân tích chia chẻ ra thì pháp quán niệm xứ để bỏ cái vô ngã cũng được đi. Tuy nhiên cái này cần phải xét lại, chúng tôi nói là phải xét lại là sao? Là bởi vì bất cứ quán niệm gọi là thẩm sát sammasana, khi mà thẩm sát danh sắc hay là pháp hữu vi đều có thể thấu triệt được cái vô thường khổ đau vô ngã, thấu triệt được vô thường khổ đau vô ngã. Và nếu như mà nói rằng chỉ có quán thấy vô thường mới diệt được thường tưởng, như vậy còn là cả tịnh thì không bỏ được hay sao? Hay là quán khổ trừ được lạc tưởng thì như vậy thường tưởng, ngã tưởng, tịnh tưởng cũng còn hay sao? Vâng vâng. Ở đây thưa quý vị, ngõ nào người ta nói cái câu mà đường nào cũng đến La Mã cả. Có nghĩa là trong tam giải thoát môn thì quán vô thường, khổ đau, vô ngã cũng đều chứng quả niết bàn được hết. Mà ha, một khi chứng quả niết bàn được, chứng quả niết bàn mà do quán vô thường của ngũ uẩn, quán vô thường của ngũ uẩn, quý vị nhớ nha, quán vô thường của ngũ uẩn chứ không phải là chỉ là vô thường của thức uẩn không đâu, không phải là tâm quán niệm xứ không, mà của ngũ uẩn nói chung, tức là trong đó có sắc uẩn, có thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Thì quán vô thường như vậy đó, mà tỏ ngộ niết bàn và đắc được quả vị A-la-hán, đoạn trừ các trầu hoặc, thì cái sự giải thoát đó được gọi là vô tướng giải thoát. Còn quán khổ não, sắc vững cũng là khổ, Rupang Anicca, Rupang Anicca, Dhang Anicca, Tăng Đúc Khăn, cái gì vô thường thì đó là khổ. Trong bài kinh Vô Ngã Tướng, anh Đắc Ta Lắc Cả Ná Sơ Ta, Đức Phật anh đã dạy như vậy. Thì hễ mà chúng ta quán ngũ uẩn là vô thường được thì chúng ta cũng quán ngũ uẩn thấy khổ được. Thì như vậy không có lựa là hành thọ quá niệm xứ mới thấy được khổ, dù cho thân quá niệm xứ cũng thấy khổ, thấy khổ được, khổ do vô thường. Thọ quá niệm xứ cũng thấy khổ được, tâm quá niệm xứ cũng thấy khổ được, khổ do vô thường. Thì khi mà hành khổ, khổ quán, quán niệm vì khổ đó, mà chứng đạo quả niết bàn, đoạn trừ các lậu hoặc, thì cái sự giải thoát đã được gọi là Aparihita Vimokkha, tức là vô ngụy giải thoát, tức là không còn cái sự quyến luyến gì nữa, niết bàn không có sự quyến luyến.
bởi do thấy khổ. Còn quán ngũ uẩn là vô ngã, đâu phải là pháp quán niệm xứ mới là thấy vô ngã đâu thưa quý vị. Ngay cả tu tập tuệ quán, thấy sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, tất cả các quẩn đó đều là vô ngã. Quý vị không tin, quý vị dở, quý vị mở ra ở trong tạng kinh đó, mở ra chúng ta xem cái bài kinh Anattalakkhanasutta vô ngã tướng, kinh vô ngã tướng, Đức Phật ngài dạy rằng sắc quẩn là vô ngã, thọ quẩn là vô ngã, tưởng quẩn là vô ngã, hành quẩn là vô ngã, thức quẩn là vô ngã. Bởi vì này các tỳ kheo, sắc là vô thường hay là thường, thọ là vô thường hay là thường, tưởng là vô thường hay là thường, hành là vô thường hay là thường, thức quẩn là vô thường hay là thường, bản Đức Thế Tôn là vô thường. Đức Phật hỏi tiếp rằng này các tỳ kheo, cái gì là vô thường, từ cái đó khổ hay lạc? Mà Thế Tôn, cái gì vô thường, cái đó khổ? Đức Thế Tôn mới nói rằng, Đức Thế Tôn mới hỏi rằng cái gì vô thường khổ, cái đó con nên nhận thấy là ta là của ta, là tự ngã của ta không? Bạch Đức Thế Tôn không nên thấy như vậy. Đức Thế Tôn nói này các tỳ kheo, đúng vậy, sắc thọ tưởng hành thức là vô ngã. Bởi vì nếu sắc thọ tưởng hình thức là hữu ngã đó, thời có thể sắp xếp theo ý muốn, sắc thọ tưởng hình thức này phải là như thế này, đừng như thế nọ, nhưng mà không thể sắp xếp được. Do đó cho nên đó là vô ngã, không nên thấy rằng là ta là của ta, là tự ngã của ta, v.v. Cái nội dung để ý về kinh tế gì. Cho nên ở đây khi mà nói đến tại sao Đức Phật là thiếu niệm xứ, thiếu chỉ có bốn thôi, bốn niệm xứ thôi, mà giải thích rằng là vì để đoạn trừ thường, thường tưởng, lạc tưởng, ngã tưởng, tỉnh tưởng. Nếu nói như vậy thì quý vị còn phải xác lại, chúng ta còn phải xác lại. Bây giờ thì chúng tôi chỉ gợi ý làm sóng gió cho quý vị chút xíu vậy thôi, tự quý vị suy nghĩ. Chúng ta trở lại vấn đề, cái vấn đề này là cái pháp tu tập của chúng ta. Trong cái cách tu tập tuệ quán Vipassana đó, hay là minh sát, trước hết là chúng ta phải đặt chánh niệm. Vì rằng có chánh niệm ghi nhận trước rồi tuệ, tức là sampajanya, nó mới có xào. Cho nên 16 cái tuệ minh sát, quý vị đừng nghĩ rằng 16 cái tuệ minh sát Vipassana Ñāna này đang thì không, cái tâm mình còn bị phóng dật, chạy nhảy lung tung, mình còn thấy mới vừa mắt thấy sắc, tay nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm ý suy nghĩ, chấp tương chung tương riêng, rồi bây giờ tự nhiên cái ngồi quán vô thường khổ não vô ngã được sao? Không, không được, khó lắm. Thế là chúng ta phải có chánh niệm. Nhưng mà bây giờ mỗi người nó hợp, có người thì họ hợp quán niệm đối với cái thân sắc quẩn nó dễ nhận ra hơn. Ví dụ như
thọ, thọ tưởng, thọ giới thức, hay là pháp quán niệm xứ, thì cái đó thuộc danh pháp, sắc pháp cao siêu quá, cho nên cái sắc quẩn niệm nó dễ hơn. Tức là niệm muốn quay gì, đi đứng nằm ngồi, trước hết là niệm hơi thở ra, hơi thở vào, ghi nhận biết rõ. Nhưng mà quý vị nhớ 16 cách niệm hơi thở trong tứ niệm xứ đó, thì trong 16 cách niệm đó thì ở trong Thanh Tịnh Đạo cũng có nói rõ là 12 cách niệm sau đó thì chỉ có hạn trí tuệ, hạ chúng sanh trí tuệ khi mà ngài thực hành để mà trở thành bậc chánh đẳng giác như Đức Phật chẳng, hoặc như tôn giả Xá Lợi Phất, các vị đó mới hành. Hồi cái lúc mà chưa chứng ngộ đó, các ngài mới hành được 12 cái tự minh sát sao, cảm nhận hơi thở, thấy được cái sự đoạn trừ, thấy được cái sự ly tham, vân vân. Nó khó. Còn thông thường thì cái hành giả phàm phu của chúng ta, mà phàm phu mà thuộc về nhị nhân đó, chứ không phải là được tam nhân đó, thì chúng ta niệm hơi thở là chúng ta niệm cách nào? Chỉ có bốn cái đề tài. Bốn đề tài đầu: khi thở vô, thở ra dài, biết rõ đang thở vô, thở ra dài. Khi thở vô, thở ra ngắn, biết rõ đang thở vô, thở ra ngắn. Là hai cái đề tài. Cái đề tài thứ ba tức là vị ấy tập cảm giác toàn thân thở ra, cảm giác toàn thân thở vô. Có nghĩa là cái đề tài này, thưa quý vị, là mình đi xa hơn chút xíu nữa, không có chánh niệm cái hơi thở dài, hơi thở ngắn nữa, mà phải chánh niệm là cái hơi thở này nó vô, nó chỉ có một khúc từ lỗ mũi vô tới cái cuốn phổi rồi đi ra. Hay là khi mà mình hít vô, thở ra, cái khí oxy đó nó lan tỏa cùng khắp ở trong người chúng ta. Hành đến cái chỗ này thưa quý vị phải, đã là khó rồi đừng nói chi là 12 cái đề tài sao. Cái đó gọi là cảm giác thân hành. Sẽ thở vô, cảm giác thân hành, thở ra. An tịnh thân hành, sẽ thở vô, an tịnh thân hành, sẽ thở ra. Có nghĩa là trong lúc mà ngồi thiền thế này, chánh niệm biết rõ là lúc mà hơi thở vô, hơi thở ra, có một vài vị hành giả đó, cái thân của họ lắc lư, họ lắc lư, họ gục ngã qua ngã lại tới một lui, họ chánh niệm nhiều quá thì bắt đầu họ như vậy đó. Giống như khi mà chúng ta đứng mà chúng ta tập trung quá thì bắt đầu nó hơi loạn choạng một chút cũng bị. Khi mà hành giả ghi nhận cái hơi thở ra, hơi thở vào, nó hơi lắc lư, thì nó lắc lư như vậy đó là chưa có an tịnh thân hành.
Cái chữ thân hành ở đây đó, chúng ta phải hiểu thêm một nghĩa là hơi thở. Là trong lúc hơi thở ra, hơi thở vào như vậy, hơi thở đó là thân hành. Làm sao cái hơi thở ra, hơi thở vào mà lúc đó hoàn toàn là được ổn định, được ổn định. Còn có khi hơi thở đó, thưa quý vị, cái thân hành đó, nó không có an tịnh gì. Nghĩa là có người họ ngoẹo cổ qua bên, cái họ thở khò khè gì. Cho nên lúc đó mình phải chánh niệm rất rõ. Hành tứ niệm xứ về hơi thở đó, ở trong thanh tịnh đạo, Ngài Bố Thục Cô Xá Ngài nhấn mạnh ở chỗ là chỉ cần hành bốn cái pháp đầu được rồi. Biết hơi thở ra vô dài, biết hơi thở ra vô ngắn, biết thân hành là hơi thở nó tạo cái cảm giác toàn thân, lan tỏa toàn thân, hay là cái thân hành hơi thở đó nó được an tịnh bao nhiêu thôi. Còn nhiều lắm thưa quý vị, chúng tôi chỉ nói sơ qua cái đó. Chứ còn nếu mà giảng hết cái niệm xứ thì tới 10 rưỡi cũng chưa xong thưa quý vị. Bây giờ chúng ta nói đến đại quy y. Đại quy y tức là đi đứng nằm ngồi. Chúng ta cũng phải chú ý chỗ này nè. Chánh niệm tỉnh giác khi đi, khi bước tới biết rõ, khi bước lui biết rõ, biết thôi, ta chà là khi biết rõ thôi. Khi đứng, khi nằm, khi ngồi, chúng ta hãy để tự nhiên cái thân nó đi, thân đứng nằm ngồi sao, mình chỉ ghi nhận biết rõ cái hoạt động của thân được rồi. Có một số vị hành giả họ học ở đâu, họ hiểu nhầm ở chỗ là họ sửa cái tướng đi. Bắt đầu họ đi kinh hành bình thường, họ đi rất là thoải mái. Bây giờ nếu mà thoải mái như vậy đó, thì nó không giống cái người tu thiền. Cho nên bắt đầu họ sửa chân dở lên, bước tới đạp xuống đất, rồi chân trái dở lên, bước đạp, cứ làm như thế đó. Khi mà đi vào trong trường thiền tham quan đó, mình tình cờ thấy các vị hành giả khi mà họ đi kinh hành để mà chánh niệm đó, giống như cái người bệnh mới hết rồi thưa quý vị. Họ đi chậm chậm mà họ đi có điệu bộ luôn. Họ đi còn không dám, còn cửa không dám nhúc nhích gì cả. Cho nên chứ tôi nghĩ rằng là chúng ta đã hiểu nhầm cái chỗ đó. Khi mà chúng ta đi ở ngoài đường, đi chợ đi, chúng ta đi, chúng ta đâu có phải chánh niệm kiểu đó được. Nhưng mà không có nghĩa là khi đi chợ, khi đi bắt bộ ngoài đường, đi từ xóm này qua xóm khác, vị tỳ kheo cũng phải có chánh niệm. Nhưng mà chánh niệm nó dễ lắm thưa quý vị. Có nghĩa là tâm đừng suy nghĩ chỗ khác, đừng suy nghĩ chuyện khác, cứ là tác ý với cái thân cử động, bước đi, bước đi, bước đi. Quý vị làm thử, quý vị sẽ thấy quý vị hành tứ niệm xứ rất là thoải mái, rất là thoải mái. Khi đi chánh niệm cũng thoải mái. Có nhiều hành giả sau này họ mới nói chúng tôi là bây giờ riết rồi họ đi vào ông trường thiền, họ đi, họ nghe nói tới giờ kinh hành họ sợ quá. Đi kinh hành và đúng theo
cái điệu bộ của quy định của cái vực của trung tâm thiền mà đưa ra đó, thì họ cảm thấy rất là mệt mỏi. Đi mà phải nói một giờ đồng hồ mà đi kinh hành, mà đi theo cái kiểu mà gò ép, cưỡng ép như thế đó là chịu không nổi. Mà quá thật như vậy. Cái tâm, quý vị nên nhớ, tâm luôn luôn nó nhạy hơn sắc, sắc, sắc quẩn. Danh quẩn nó nhạy hơn, nó sanh diệt nhạy hơn, nó nhanh nhẹn hơn, lẹ hơn, mau hơn sắc quẩn 17 lần. Do đó cho nên cần gì mình dở chậm, bước chậm. Mình dở chậm, bước chậm, mình sợ rằng chánh niệm không kịp sao? Không phải. Chính dở chậm, bước chậm, cái tâm mới bị phóng dật đó. Là tại vì sắc quẩn nó hoạt động chậm quá, trong khi danh quẩn nó đã biết tới nơi rồi, tâm nó đã biết tới nơi, biết lâu rồi. Chúng ta vừa dở chân đi mà mới đưa tới thì gì? Tâm đã niệm chân chạm đất rồi. Cho nên và thượng đệ sự đó ngài nói rằng là tùy theo cá tính của người đi nhanh hay đi chậm, rồi chánh niệm theo đó. Cho nên ở đây chúng ta phải chú ý. Rồi bây giờ có một điều nữa để minh chứng điều này là tuyển quy nhi, chánh niệm tuyển quy nhi. Quý vị có thể cảm giác rằng là khi mà chúng ta uống nước hay là ăn cơm, chúng ta bưng cái chén lên, cái muỗng chúng ta nhấc lên từ 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 từ, rồi chúng ta đặt vô cái chỗ ta múc nhẹ, chúng ta đưa từ từ, để mà đưa cái đụng vô cái miệng, cái để vô cái miệng, cái từ từ cái miệng, cái môi nó khép lại mới rút cái muỗng ra, rồi bắt đầu nhai. Quý vị thấy nó mệt mỏi vô cùng, thứ niệm xứ phải vậy. Chúng ta chánh niệm cách thoải mái, có nghĩa là cái thường cận y duyên của mình thuộc. Nếu một con người mà tục sinh bằng cái tâm hữu trợ đó, thì làm việc chậm chạp thì mình chánh niệm theo kiểu của mình là chậm chạp. Nhưng mà một người mà tục sinh bằng cái tâm vô trợ, asankharika, thì người đó nhanh nhẹn, làm cái gì cũng nhanh nhẹn, thì tâm nó chắc, sắc quẩn mà hoạt động, đại quy nghi, tiểu quy nghi, đắp y mang bát, đại tiện, tiểu tiện, thì chúng ta cứ chấp á, sắc quẩn đi đến đâu thì danh quẩn đi đến đó. Còn cái này nó nói nghe thì nó cũng kỳ, nhưng mà có điều là không nói được, quý vị không có minh chứng được. Như ở trong tứ quy, tiểu quy nghi đó, Đức Phật đã nói rõ ràng là vị ấy có chánh niệm khi mắt nhìn phía trước, mắt nhìn lui phía sau, xoay qua xoay lại, hay là co tay duỗi tay, rồi đắp y tăng và lê, đắp y mang bát, đều có chánh niệm, gọi là tiểu quy nghi. Ngay cả cái chuyện mà đại tiện, tiểu tiện cũng phải có chánh niệm nữa. Mà bây giờ làm chậm chậm kiểu đó, nói thiệt, nói xin lỗi, lúc mà ngày nào mà bị chột bụng rồi vô trọng, làm sao mà mình chậm chậm được, không có chậm chậm được, thưa quý vị. Chúng tôi nói xin lỗi, phải nói cho rõ cái chỗ đó để các Phật tử chúng ta nhận thức chứ. Đừng có nghĩ rằng là chúng ta chỉ có một vài điều ở bên ngoài, đi kinh hành bước đạp chậm chậm như vậy rồi chúng ta cho cái đó là tứ niệm xứ, vậy rồi mấy cái đại quy nghi, tiểu quy nghi kia thì sao đây? Cho nên ở đây chúng ta cần phải chú ý. Rồi thể trược, bây giờ mới nói đến thể trược. Là hồi cái mà nếu mà vị hành giả đó đã có trải nghiệm qua
cái cài giác người ta sẽ tiếp, tức là niệm thiển trược ở trong thiền chỉ samatha phạm na, là chúng ta niệm cái danh từ kisa loma nakha danta tacho mang sang naharu ati ati minh chẳng quắc cần hay là dần giác cái năng vân vân, từng nhóm năm, nhóm năm, nhóm năm như vậy, năm tên, năm tên, niệm cho nó thuần thục, cho nó thuộc lòng rồi đó mới bắt đầu là nhớ cái hình dạng. Thí dụ như kê sa là tóc, cái hình dạng đó là nó là hình ống dài, hình sợi, sợi dài. Màu sắc thì nó là màu đen hay màu hung, màu đỏ hung á, hay màu bạc, màu trắng, tóc bạc. Rồi cái mùi của tóc của nó khác, cái vị của tóc á, thì chúng ta cứ tạm tạm, chúng ta cứ nghĩ vì nó là một cái thể trược, nó bị mồ hôi con chắc có lẽ hơi bị mặn nếu chúng ta không có gõ đầu thường xuyên. Rồi cái vị trí, cái chân tóc á, thì nó mọc ở dưới da đầu, mọc ở trên da đầu, trên da đầu. Mà cái ngọn tóc á, thì nó tiếp giáp với không khí, vân vân. Chúng ta học cho kỹ lưỡng mấy cái đó, nhưng mà qua đến tới niệm xứ thì không cần phải niệm cái đó, không cần phải niệm. Chúng ta chỉ ngồi lại, chúng ta tác ý toàn thân. Thì khi mà chúng ta tác ý toàn thân vậy đó, hãy chúng ta ghé qua đâu, chúng ta ghé ghé cái tâm ở trên đỉnh đầu trước, trên da đầu trước chúng ta thấy tóc. Chúng ta ghé ở trên da thì chúng ta thấy lông. Chúng ta ghé tâm trên đầu ngón tay ngón chân, ghé có nghĩa là chúng ta liên tưởng đến, chúng ta tác ý đến thấy, thì tự nhiên lúc đó chúng ta có sự cảm nhận. Cấu quế nó do tứ đại hiệp thành, nhưng mà rồi nó cũng sẽ biến hoại. Chúng ta niệm 32 thể trượng đó thưa quý vị, ngài như Đức Phật này đã mô tả đó, giống như cái người đồ tể khi mà họ xẻ thịt một con heo hay con bò, họ chặt ra từng phần, cắt ra, họ sắp đặt để lễ, đây là đầu, đây là đuôi, đây là móng, đây là ruột, đây là tim, là gan, là phèo, phổi, vân vân. Họ sắp họ nhận biết thôi. Thì quý vị, khi mà hành pháp quán niệm xứ, thân quán niệm xứ mà qua 32 phía trước là chúng ta phải ghi nhận. Rồi 40 tố thì cũng là 32 thí trược, nhưng mà chúng ta ghi nhận, hãy chúng ta vừa nhận thức được trong thân này tóc lông bóng răng da vân vân, chúng ta không có nghĩ đến cái thể trược đó, mà chúng ta chỉ quy nó về tóc lông bóng răng da, nó thuộc về địa đại, thuộc về chất đất, bởi vì nó là một cái sắc thô, chất nhại, cái tính chất của nó là chất rắn, chất nhại. Mật đạm mũ máu biết tăng sim hăng bốc bồ lô vi tăng xê đô mê đô á sô á sô vô sa khê lô sim ca ni ca vân vân. Thì mật đạm mũ máu, nước mắt, mồ hôi, nước miếng, nước nhớt, nước tiểu, mỡ đặc dầu da, nước khớp xương vân vân. Thì khi mà chúng ta liên tưởng đến những cái chất nước đó, chúng ta đừng có kể đây là nước mắt, nước miếng, nước nhớ, nước tiểu gì cả, mà chúng ta cứ nhận thức được trong thân này nó có chất thủy đại, tức là chất nước, chất nước, nguyên tố nước ở trong thân này. Rồi chúng ta cảm nhận được
ở trong thân này nó có cái nhiệt độ, cái hơi nóng ở ngoài da, hơi nóng ở trong bao tử, hơi nóng để làm cho tiêu hóa đột thực, hơi nóng để đốt cháy tế bào vân vân. Thì cái hơi nóng đó, đó nó thuộc về quả, quả đại hay là nguyên tố lửa. Còn nguyên tố gió thì nhìn cái thân này chúng ta phải biết rằng cái bộ tuần hoàn của chúng ta nó chuyển động ở bên trong đó là do chất gió qua vô, hơi thở ra hơi thở vào cũng là chất gió. Khi chúng ta ở hơi hay là chúng ta hạ phong đánh rắn cũng là chất gió, hay là cái hơi mà nó thoát ra khỏi rổ chân lông cũng là chất gió. Chúng ta suy xét gì rồi cuối cùng quán niệm tử thi nhá, cũng là thân quán niệm xứ. Quán niệm tử thi cũng là thân quán niệm xứ. Đương nhiên tử thi nó thuộc về quán thân trên ngoại thân, quán thân trên ngoại thân, quý vị nhớ. Bởi vì không thể lấy cái thân mình làm cái tử thi được. Mà gọi là tử thi ở đây tức là phải đi đến tha ma hay mộ địa, hay một nơi mà có người vừa mới chết, rồi họ mời thỉnh chư tăng đi đến, các vị tỳ kheo đến để mà nhìn quán. Cái đó là quán tử thi. Tử thi mới chết mà có màu xanh xám, có màu tái nè, xanh tái, xanh tái. Rồi tử thi chết 2-3 ngày mà chưa có tẩn liệm, hay giờ chưa quấn lại đó, thì nó bị sình trương lên, sình trương lên, mập lên. Rồi 2-3 ngày sau đó nó bị nứt nẻ, chảy nước vàng, hay là cái tử thi bị dồi đục, bị chim kênh kênh và quả nó ăn lủng lỗ lủng lỗ, hoặc là chó gặm ở trong rừng sâu, hoặc là tử thi mà bị người ta chặt từng khúc từng khúc để rải rác. Tùy theo chỗ có những cái quốc độ mà họ tán tử thi đó bằng cách là họ chặt từng khúc, hoặc là họ bầm ra, bầm thi thể của người chết ra để cho kênh kênh quả quả nó ăn, hay là các thú rừng, chó cho rừng nó ăn. Người ta cho rằng là nếu mà chó rừng hay thú rừng muốn ăn hết như vậy đó, thì người chết được siêu thoát không? Thì gặp mấy cái dịp đó, các vị tỳ kheo đi đến nhìn cái tử thi không còn nguyên vẹn rồi mới quán niệm thân này bản chất cũng là như vậy, thân này bản chất cũng là như vậy. Cái đó gọi là thân quán niệm xứ mà thuộc về tử thi. Ở đây thưa vị, hôm nay chắc có lẽ là chúng ta hôm nay học đến đây thôi, thân quán niệm xứ thôi. Hôm nay chủ nhật thứ năm này chúng ta sẽ tiếp tục học về thọ quán niệm xứ, tâm quán niệm xứ, pháp quán niệm xứ. Hôm bữa chủ nhật đó thì hôm bữa thứ năm tới đó, thỉnh thượng tọa dẫn thôi, các Phật tử MC chúng ta khỏi đọc bài từ ở trên xuống dưới, và chúng ta chỉ đọc ngay cái phần mà tứ niệm xứ
giải thích về tứ niệm xứ. Không biết là quý vị nào có nhớ hay không, hôm bữa thứ năm không biết vị nào sẽ đảm trách đọc bài, khỏi đọc lại. Lúc đó chúng tôi sẽ trình bày tiếp về thọ quán niệm xứ, tâm quán niệm xứ và pháp quán niệm xứ. Bởi vì hôm nay bàn luận những vấn đề khác cũng đã nhiều thời gian, bây giờ chỉ còn có 35 phút nữa để cái thời gian chư tăng giờ. Xin cảm ơn cô Lê Nhật Nguyệt. Bây giờ thì xin thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng cầm mic chia sẻ với Phật tử về cái bài học hôm nay, hoặc có một vài câu thảo luận với Thượng Tọa Tây Nguyên về cái thân quán niệm xứ này, về thân quán niệm xứ thôi. Xin cung thỉnh Thượng Tọa. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Phật tử, xin hỏi quý vị có nghe được không? Sa thú kính trình Thượng Tọa Thiền Sư, để thỉnh sư huynh đi nghỉ và phần còn lại thì sư đệ và chư tăng sẽ phụ trách. Bạch Chi Tôn Đức và thưa quý Phật tử, chúng tôi xin được tóm tắt đôi điều về tứ niệm xứ để quý Phật tử chú ý trong ba điểm quan trọng. Trước nhất là hồi nãy quý vị có nghe Thượng Tọa Thiền Sư nói về cái bản thể của tứ niệm xứ đó, theo Tăng Pháp đó là tâm sở niệm hay là thuộc tánh niệm. Thì cái niệm á, nó có khác biệt gì với thức, với trí? Tại cái nào cũng là biết hết. Và có nhiều khi chúng ta định nghĩa niệm là sự chú ý, thì sự chú ý nó cũng có nhiều sự chú ý. Tuy nhiên ở đây thì cái chữ niệm á, hay là tâm sở niệm có mặt trong đời sống hàng ngày đó, chúng ta nên hiểu là cái sự ghi nhận. Chúng tôi lấy một ví dụ là trong đời sống hàng ngày của chúng ta có nhiều việc xảy ra, do đó chúng ta làm một cách để nhớ về sau này là chúng ta ghi lại, và ghi lại trong sổ tay hay là ghi lại trong cái phone của mình là ngày tuần tới thứ ba mình làm việc gì đó. Thì cái chuyện mà ghi lại đó, dĩ nhiên nó cần cái sự chú ý. Rằng một cái người tu tập tứ niệm xứ đó là người có ghi nhận. Ví dụ như mình cầm một cái chìa khóa, mình để chỗ nào đó, nếu mà chánh niệm mình nó đủ bén nhạy đó, thì mình có ghi nhận là chìa khóa nằm ở tại đó. Thì người ta đi học, người ta có take note. Take note tức là họ nghe cái gì đó, họ có ghi chú những cái điểm quan trọng. Và dĩ nhiên là nếu mà chúng ta muốn cái sự ghi nhận nó có tính cách lâu dài đó, thì chúng ta phải ghi nhận một có hệ thống. Ở trong tài chánh ta gọi là bookkeeper. Bookkeeper là cái, hay là cái người công tác, tức là accounting, là người kế toán. Và họ ghi nhận lại chi bao nhiêu, thu bao nhiêu. Và thành ra cái ký ức ấy, nó đến từ cái khả năng ghi nhận. Cái mà chúng ta gọi là túc mạng thông, nó cũng đến từ cái sự phát triển, cái khả năng chánh niệm. Và trong đời sống hàng ngày của chúng ta thì đều có sự ghi nhận.
Nhưng mà sự ghi nhận mà nó không có liên tục, nó không có chuyên đó, thì sự ghi nhận đó đó, nó không có ảnh hưởng lâu dài, nó rất là mau xóa đi. Như trường hợp là nếu mà chúng ta muốn nhớ một việc thì chúng ta phải có cái sổ tay. Còn nếu chúng ta ghi ở trong mấy cái nốt mà chỗ này miếng, chỗ kia miếng giấy rồi, bỏ miếng giấy chỗ này, bỏ miếng giấy đi, thì chúng ta cũng quên hết. Và chúng ta cũng không nhớ được, mặc dù chúng ta có ghi chép đó. Thật ra ghi chép phải có sổ tay, rồi phải có ngày giờ, vật. Cái bản thể của tứ niệm xứ, căn bản đó là sự ghi nhận. Sự ghi nhận đó gọi là thuộc tánh niệm. Dạ, thuộc tánh niệm hay là tâm sở niệm. Thì chúng tôi nói điều này đó để quý Phật tử thấy rằng trong tháng Pháp đã đề cập rất là rõ, khi mà chúng ta học vào thuộc tánh niệm, thay vì chúng ta chỉ nói rằng niệm tức là chú tâm, không phải chỉ chú tâm đâu, niệm tức là sự ghi nhận. Dạ, niệm là sự ghi nhận. Bây giờ nó có cái chữ này và nó tạo nên cái sự tranh luận, và có nhiều vị đó hay dịch đó, là tứ niệm xứ là bốn lãnh vực quán niệm. Thì khi chúng ta dịch bốn lãnh vực quán niệm hay là bốn cái đối tượng để niệm đó, thì chúng ta nói là đối tượng. Ở đây không phải. Ở đây tứ niệm xứ không phải là bốn đối tượng để niệm, mà ở đây là bốn sự quán niệm. Dạ, bốn sự quán niệm. Quán niệm đối với thân, quán niệm đối với thọ, quán niệm đối với tâm, quán niệm đối với thức. Hai cái này nó khác nhau, quý vị nhớ nha. Khi mà chúng ta nói về lãnh vực quán niệm, chúng ta nói về sở tri. Mà chúng ta nói về cách quán niệm, chúng ta nói về năng tri. Và tứ niệm xứ không phải nói về đối tượng quán niệm, mà tứ niệm xứ nói về sự quán niệm. Thật ra cái người mà không học thắng pháp á, thì hay nghĩ rằng tứ niệm xứ là thân thọ tâm pháp. Không phải. Tứ niệm xứ là quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Cái niệm khác mà đối tượng của niệm khác. Bốn niệm xứ là bốn cái pháp niệm, chứ không phải là bốn cái đối tượng niệm, quý vị nhớ. Thì tại sao ở đây chúng ta có bốn pháp niệm xứ? Chúng ta nên hiểu rõ. Thứ nhất đó là niệm thân. Niệm thân tức là hướng cái sự chú ý của chúng ta trên một cái vật thể khách quan. Thân và tâm á, nó là hai cái sự hiện hữu khác biệt. Thí dụ như mình niệm hơi thở, dạ, hơi thở ra, hơi thở vào, hoặc giả là niệm bước đi, hoặc là chú ý đến thân của mình. Thì tất cả những sự chú ý này đó, là sự chú ý đó là niệm, mà đối tượng của niệm ở đây thuộc về thân. Thân này có nội thân, ngoại thân. Nhưng mà khi mà chúng ta quan sát lâu thì chúng ta sẽ thấy rằng tâm của chúng ta được hướng về cái hiện tại, không có đi lang thang. Chúng tôi lấy ví dụ như là mình theo dõi bước chân hay theo dõi hơi thở. Không phải là cái chuyện mình nhớ hơi thở một giờ trước, hôm qua hay một năm trước, mà hơi thở bây giờ. Và đồng thời, cái niệm thân á, đặc biệt cho phép chúng ta tập cái khả năng quan sát chú ý. Chúng tôi nhớ có một lần chúng tôi có xem một cái tài liệu về một người họ được đào tạo trở thành một cái nhân viên làm việc cho Bộ Nội vụ Hoa Kỳ, tức là FBI á, sẽ điều tra liên bang đó. Thì một trong những kỹ năng mà họ làm đó, là làm sao họ có thể quan sát đối tượng. Thí dụ như họ vào ở trong một nhà hàng, như chúng ta thì nhìn chăm chăm người đó, nhưng mà người này khi mà họ vào trong nhà hàng á, cái khả năng mà họ ghi nhận ai là ai trong nhà hàng, thì tất cả khách vào ăn trong nhà hàng đối với chúng ta là bình thường, nhưng mà với một người có học về ngành điều tra đó, khi họ nhìn họ bước vào đó, thì họ biết rằng cái người này là người bình thường, người đó là dân buôn bán, người là dân anh chị, dân cần sa ma túy chẳng hạn. Họ có thể đoán biết qua một vài cái sự nhận thức. Thì cái cách ghi nhận, cái khả năng ghi nhận đối với thân đó, và đặc biệt là đối với hơi thở đó, nó sẽ giúp cho chúng ta có cái căn bản về bước đầu. Cái này là cái quan trọng lắm.
Bởi vì một là chúng ta cũng có khả năng ghi nhận, nhưng mà sự ghi nhận của chúng ta nó không có bền bỉ, sự ghi nhận của chúng ta nó thất thường, sự ghi nhận của chúng ta nó không có liên tục. Khi mà cái sự ghi nhận không liên tục, sự ghi nhận không có bền bỉ, thì cái đó nó chỉ là một cái thuộc tánh niệm trong tâm thôi, chứ nó chưa trở thành cái gọi là quán thân. Quán thân nghĩa là chúng ta phải sống nhiều, sống bền bỉ, ví dụ sống với hơi thở. Và ban đầu chúng ta tu tập hơi thở thì tương đối là khó, bởi cái tâm của chúng ta rất là chán, mình hay nghĩ vẩn vơ hay internet này nọ. Bây giờ mình tập kiên nhẫn với chính mình, hơi thở ra hơi thở vào, biết hơi thở ra hơi thở vào, rồi từ cái biết hơi thở ra hơi thở vào đó thì chúng ta mới có khả năng, khi mà chúng ta niệm thuần thục rồi đó, thì chúng ta mới tinh tế hơn một chút, là biết chúng ta mới biết được hơi thở ngắn hay hơi thở dài. Và khi chúng ta có tinh tế hơn một chút đó, thì chúng ta cảm nhận cái ảnh hưởng của hơi thở đối với toàn thân của chúng ta. Và tức cái đó gọi là cảm giác toàn thân. Và một lúc nào đó, đó thì chúng ta mới đạt đến mức độ là an tịnh thân hành. An tịnh thân hành tức là hơi thở một cách nhẹ nhàng, thoải mái, chúng ta tạm gọi là hơi thở tự nhiên. Và rồi từ từ chúng ta sẽ tiến lên, nhưng mà nó phải thành thạo thuần thục, cái này nó đi tới cái khác. Đó là niệm thân. Cái thứ hai là chúng ta nói về niệm thọ đó, là trong lúc mà chúng ta tu tập đó, thì thưa quý vị, chắc chắn là hành giả phải đối diện với đau, với nhức, với sự bực bội và với buồn chán, là chúng ta phải có khả năng giải quyết chuyện đó. Bao giờ nghĩ rằng mình tu tập mình niệm thân riêng, niệm thọ riêng, niệm tâm riêng, niệm pháp riêng, không phải. Cái đó niệm như vậy không có trúng đâu. Khi mà mình hành thiền đó, là cả bốn cái niệm xứ đều niệm hết. Chúng ta phải hiểu như vậy là không ai ngồi xuống chỉ niệm hơi thở không phải. Tại vì ở trong phút chốc đó, thì cái hơi thở đó, nó chúng ta không có trung thành với hơi thở, mà chúng ta phải đối diện với cái tê, cái nhức, cái đau. Cái đau của thân, cái tê nhức, thì đúng là chúng ta phải có cái kỹ năng niệm về cảm thọ. Rồi chẳng những vậy, thưa quý vị, mà chúng ta còn phải chuẩn bị cho một thứ khác. Đó là cái tâm thái của chúng ta, hay là cái trạng thái tâm của mình. Cái trạng thái tâm của chúng ta đó, nó kỳ lắm. Thí dụ như là chưa có hành thiền thì thích hành thiền. Nhưng mà vào hành thiền rồi đó, thì tự nhiên mình đâm ra mình bực bội, đâm ra mình chỉ trích vị thiền sư, không biết ngài dạy có đúng hay không. Hay là có người ngồi kế bên hỏi mình, nghe mình bực bội không, tại sao mình không về cốc hành thiền ở đây. Và mình đôi khi mình đi tìm lỗi người khác. Thật ra cái người hành thiền đó, là cái người phải hiểu cái tâm của mình. Thí dụ như là mình đang niệm hơi thở gọi là niệm thân, nhưng mà sự đau nhức nó xảy ra mình biết có cách, đó là niệm thọ. Nhưng mà cái tâm mình nó phóng, tâm mình nó lo, tâm mình nó sợ, tâm mình nó bực bội, mình cũng phải có cách nhìn tâm của mình. Nhìn bằng cách nào? Cái tâm thì nó phiền hơn cái cảm thọ. Chúng tôi lấy ví dụ như là cái cảm thọ dễ chịu hay đau nhức vân vân thì quý vị có thể nhìn thấy nó dễ dàng. Nhưng cái tâm của mình á, nó đưa chúng ta đặt vào cái thế gọi là chủ quan. Ít có ai nhìn thấy tâm mình lắm. Quý vị biết là một điều là khi hai người cãi lộn với nhau mà mình nói rằng ô tôi nói như vậy là tôi sai, tôi đang nóng, mình biết cái tâm mình đang nóng, nó là một cái sự kỳ diệu. Hành giả đó, khi hành thiền đó, mình tự biết rằng tâm của mình đang phóng dật, tâm của mình nó đang lười biếng, tâm của mình nó đang suy nhược. Cái đó không phải dễ dàng, thưa quý vị. Tại vì sao vậy? Cái biết, cái chánh niệm nó đến từ trong tâm, mà tâm biết tâm là nó không phải dễ. Nhưng khi mình biết thì dừng lại. Bởi vì một cái kỹ năng về tâm quán niệm xứ đó là niệm tâm đó là chúng ta phải làm sao mà ví dụ tâm mình đó nó phóng dật, hay tâm mình đi lang thang, mình biết là tâm mình đi lang thang. Sáng hôm nay mình ngồi thiền, cái tâm mình nó không tập trung nhiều, mình biết tâm không tập trung nhiều. Nhưng mà không được đi quá xa. Tại mình đi quá xa, mình theo nó riết gọi là điều hữu ly sơn, mình mất đi. Mình chỉ ghi nhận nó như vậy, xong mình trở về với hơi thở. Thì quý vị thấy rằng niệm thân, niệm thọ, niệm tâm không phải là niệm riêng đâu, mà nó phải là niệm chung. Bởi vì có vị họ nói là quán thân để thấy vô thường, quán thân thấy bất định, quán thọ vô thường, quán tâm thấy khổ não pháp vô ngã. Cái đó không có trúng.
Cái đó là theo cái chữ Hán họ nói, nó có vần có điệu về thôi. Nhưng khi hành thiền thì tất cả điều này đều có hết. Vậy thì niệm pháp là gì? Cái chữ niệm pháp ở đây đó quý vị phải chú ý, tại vì cái chữ này người ta hay giải thích sai lắm. Niệm pháp ở đây họ hiểu mang mang, tức là họ niệm là mình có sắc thân khí vị xúc pháp, không phải. Pháp ở đây tức là những cái đề tài pháp mà thay vì mình học, bây giờ mình phải đọc cái đề tài pháp đó ngay trong cuộc sống của mình. Những đề tài pháp đó là gì? Đó là năm truyền cái, đó là sáu nội xứ, sáu ngoại xứ, đó là thất giác chi, đó là tứ diệu đế. Thì thưa quý vị hỏi rằng tại sao những pháp này lại đọc trong đời sống? Thí dụ mình đọc về tứ đế, mình học về tứ đế, mình học trên kinh điển nó khác, nhưng mà học tứ đế khi nó đang xảy ra là nó chuyện khác. Giả sử như là chúng tôi nhớ có một lần có một Phật tử họ cho chúng tôi một cái muỗng rất là tốt bằng gỗ. Quý vị biết là chư tăng mà đi khất thực ăn trong bình bát ấy, thì ăn bằng cái muỗng bằng inox hay muỗng bằng metal thì nó có cái tiếng, nhưng mà ăn bằng cái gỗ có một loại gỗ mung mà tương đối cũng tốt, mà cái gỗ mung, cái muỗng gỗ thì ăn nó cái gỗ là gỗ, một cái cây nó rắn, nó chắc, nhưng mà nó lại không tạo ra tiếng. Thật ra đó cũng là một thứ mà chúng tôi thích lắm. Nhưng mà khi chúng tôi đang khi chúng tôi rửa rồi phơi nắng ở bên ngoài đó, không biết vì lý do gì đó mà một vị sư Mã Lai, sư người Mã Lai, sư vô tình sư dọn đi, sư trả xuống dưới, sư gửi trả xuống dưới nhà bếp, sư tưởng là đồ của nhà bếp, sư dặn đi. Khi mà chúng tôi ra thì chúng tôi chỉ thấy bình bát mà cái muỗng mất đi. Thì lúc chúng tôi ngồi thiền đó, lúc buổi chiều đó chúng tôi ngồi thiền đó, thì bỗng nhiên chúng tôi nhớ tới cái muỗng. Dạ, chúng tôi nhớ cái muỗng. Và từ nhớ cái muỗng đó, thì chúng tôi lại có một chút hơi phiền, nghĩ rằng ở trong chùa, ở trong trường thiền, trong chùa tại sao có chuyện có ai lấy đi. À, nhưng mà tự nhiên chúng tôi lại nhớ đến điểm là ồ, đây là một điểm. Dạ, tại vì sao? Cái sự dính mắc á, cái sự dính mắc vào cái muỗng đó, nó là tập đế. Và bây giờ cái bực bội của mình đó là khổ đế. Và mình thấy cái tập đế và khổ đế nó liên hệ với nhau rất là rõ ràng. Ví dụ như mình không có cái muỗng, mình đâu có mất. Mà không mất cái muỗng thì mình đâu có phiền. Thì bây giờ mình thấy rõ ràng ở trong giây phút này, à, đây là khổ, đây là nhân sinh khổ. Giả sử như cái muỗng đó là cái muỗng xấu, cái muỗng tồi tệ, nó mất mình không có gì hết. Nhưng cái muỗng mình thích, mình mới thấy thay được. Lúc đó mình mới thấy rằng ái dục sinh ra đau khổ. Thì thưa quý vị, đó là cách mà chúng ta học tứ niệm xứ ngay trong đời sống. Dạ. Cũng tham độc, cũng tham dục, sân độc, hôn thị, trạo hối, phóng dật là truyền cái. Nhưng mà cái truyền cái trên sách vở là khác. Nhưng mà học về năm pháp truyền cái, năm pháp ngăn ngại đó, năm pháp gây ngại đó, ngay trong đời sống thân tâm của mình là một chuyện khác. Thật ra niệm pháp ở đây là gì? Niệm pháp ở đây có nghĩa là học, mình đọc pháp thay vì đọc trong sách, đọc nghe pháp sư giảng, mình đọc pháp nó ngay trong đời sống thân tâm của mình. Thật ra khi mà tới về diện pháp hành đó, thì tứ niệm xứ, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp là bốn pháp niệm chứ không phải đối tượng để niệm. Mặc dù có những vị dịch cố gắng thống nhất như là nó là bốn lãnh vực quán niệm và thượng nhất hạnh, dịch như vậy là dịch về cái đối tượng để niệm, không phải. Cái pháp bản thể ở đây của niệm xứ tức là niệm chứ không phải đối tượng của niệm. Và niệm ở đây là bốn cái cách niệm: niệm đối với thân, niệm đối với thọ, niệm đối với tâm, niệm đối với pháp. Và cái cách niệm đó phải được ứng dụng một cách nhuần nhuyễn, một cách kết hợp ngay trong đời sống hàng ngày. Và chúng ta cũng nhớ một chuyện như vậy. Ở đây là điều chúng tôi nhắc quý vị là trong cái sự áp dụng về pháp hành đó, nó có nhiều cái giai đoạn khác nhau. Có cái giai đoạn mà chúng ta thực tập ban đầu, và có giai đoạn thuần thục lâu ngày. Đừng đem cái này lộn với cái kia. Tại vì sao vậy? Tại vì khi mà chúng ta mới tập đó, thì chúng ta không thể làm bình thường mà chúng ta tập được. Quý vị, chúng tôi không biết là bây giờ học trò đi học có cái tập đồ không. Hồi nhỏ chúng tôi đi học, còn nhỏ đi học, khi mà học tập viết người ta có cái tập đồ, tức là họ in chữ ABC, mà họ in cái chữ nó mờ lắm. Rồi chúng ta lấy viết chúng ta đồ chữ ABC, mình đồ như vậy quen rồi mình mới viết chữ được. Không có đứa nhỏ nào vô cầm viết liền mà làm được hết á.
Thành ra cái giai đoạn cái người đầu tiên vào thân tập đó, họ phải tập đồ. Hỏi tập đồ tức là mình phải áp dụng một số cái cách đó được các vị thiền sư chỉ dẫn. Thí dụ như là thời gian ban đầu đó, thì chúng ta phải tập để ý bước chân của mình. Thời gian ban đầu chúng ta phải tập để ý cái hơi thở của mình. Và mình làm nó lộng cộng lắm. Làm lộng cộng lắm. Thật ra thời Đức Phật còn tại thế đó, có trường hợp như vậy mà ở đây đó là một sự sáng chế, sự sáng tạo. Một vị tỳ kheo hành tứ niệm xứ, khi mà thất niệm thì vị này ngưng lại. Thí dụ đưa tay ra cầm cái bình bát, nhưng mà lúc mà đưa tay ra mà quên đó, thì vị này rút tay lại và đứng yên và bắt đầu đưa tay một cách chậm rãi ra cầm với bình bát, làm lại cái thao tác đó. Thì những vị tỳ kheo khác đó, thấy vị này làm thì tưởng vị này có vấn đề tâm thần tại vì sao tự nhiên đang làm mà ngưng lại. Nhưng mà khi trình với Đức Phật gọi để vị đó lên, thì vị nó nói rằng con làm cái việc đó mà con lại thất niệm, thành ra con lặp lại. Thì Đức Phật nghe khen. Cái đó quý vị đọc trong kinh quý sẽ thấy. Thì Đức Phật ngày không có dạy chúng ta làm chậm, Đức Phật ngày không có dạy chúng ta là phải lặp lại. Nhưng mà ở đây ý chúng tôi nói rằng, nếu cái việc đó nó giúp cho chúng ta có được cái khả năng bám sát với thực tại, bám sát đối tượng, thì việc đó vẫn làm được. Dạ, việc đó vẫn làm được. Thật ra chúng tôi thưa quý vị là pháp học nó có nhiều khác, pháp hành khác. Cái lý thuyết và cái sự thực hành nó khác. Nó không có đơn giản. Cũng như một cái vị học về pháp học đó, thì ban đầu vào ở trong 16 pháp niệm hơi thở đó, là hơi thở vô biết hơi thở vô, hơi thở ra biết hơi thở ra, hơi thở ngắn biết hơi thở ngắn, hơi thở dài biết hơi thở dài. Hơi thở mình cảm giác toàn thân thở vô, cảm giác toàn thân thở ra, an tĩnh toàn thân thở vô, an tĩnh toàn thân thở ra đó. Thì chúng ta có cảm tưởng như là những cái cách niệm riêng biệt. Không phải. Thời gian đầu khi mà chúng ta niệm, thưa quý vị, chúng ta niệm bắt đầu từ sự đơn giản nhất. Nếu quý vị vào, quý vị để ý là hơi thở ngắn hay thở dài, quý vị không bao giờ biết được đâu. Chúng tôi bảo đảm quý vị, khi mà chúng ta mới bắt đầu niệm, chúng ta chỉ có khả năng niệm hơi thở vô, hơi thở ra thôi. Được như vậy là quý lắm rồi. Được như vậy là quý. Mà nó phải một thời gian tùy theo mỗi người. Có người nhanh, có người mà ở chậm. Nhưng mà đa số người ta tương đối hơi chậm. Một khi chúng ta thở thời gian, chúng ta sẽ tinh tế hơn. Cái sự tinh tế đó nó khác biệt hơn là cái lý thuyết. Sáng nay chúng tôi có nói chuyện với Đại Đức Tự Tri đó, là chúng tôi nói rằng có những vị không có quen xài PowerTalk, xài PowerTalk bằng cái phone, mà chỉ xài PowerTalk bằng laptop thôi. Nhưng mà chúng ta xài PowerTalk bằng cái phone lâu quá thì chúng ta vẫn xài được. Chúng tôi lấy bằng chứng là bản thân của chúng tôi là có nhiều lúc chúng tôi làm việc, chúng tôi chỉ làm trên phone thôi. Khi nào mà quý vị thấy chúng tôi gõ câu thảo luận mà không có dấu á, thật ra chúng tôi đánh dấu cũng được, nhưng mà gõ bằng dấu tiếng Việt nó chậm hơn. Chúng tôi gõ không có dấu là quý vị biết chúng tôi đang dùng PowerTalk bằng phone, mà có nhiều vị không có quen. Và chúng tôi thưa quý vị là cái này thì chúng tôi nói là quý vị không bao giờ nên làm hết, nhưng mà chúng tôi vẫn làm. Là có khi chúng tôi cần á, chúng tôi vừa điều học và vừa lái xe, nhưng mà chúng tôi phải làm rất là nhanh, tại vì thật sự tôi lái xe cũng quen, và một tay chúng tôi có thể vào phao thoát được. Quý vị không nên làm việc đó. Nhưng mà ý chúng tôi muốn nói như vậy là có những cái chuyện mà bình thường chúng ta nghĩ rằng nó khó, nó không làm được, nhưng mà quan trọng là sự thành thạo thôi. Dạ, mình đã quen xài PowerTalk á, thì dù PowerTalk trong laptop xài cũng được, mà trong iPhone, trong phone xài cũng được. Mà quen xài rồi đó, thì chúng tôi ngồi, chúng tôi chỉ lock cái mic để nói chuyện và unlock để cho người khác nói chuyện, thì nó cũng không đến nỗi chúng tôi vừa lái xe vừa làm được. Và quý vị cũng biết một điều là ở đây chúng tôi không nói, vì là đôi khi đó chúng tôi làm việc bằng phản xạ chứ không phải suy nghĩ nhiều. Kể cả cái chuyện đặt câu hỏi thảo luận, tại vì chúng tôi quen làm việc đó. Từ hồi nhỏ lớn chúng tôi quen đặt câu hỏi rồi. Bây giờ chúng tôi có thể thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân lên mà chúng tôi chưa nghĩ là chúng tôi sẽ hỏi cái gì. Nhưng Thượng Tọa Pháp Tân trả lời rằng, ồ, dạ có mặt thì lúc đó chúng tôi sẽ đặt câu hỏi. Thì quý vị biết một điều đó là khi mà chúng ta làm việc gì đó, nó trải qua một cái thời gian đó, nó có sự quen thuộc, gọi là cái sự thuần thục hay là thành thạo, hay là sự quen thuộc. Sự quen thuộc đó làm cho chúng ta tinh tế hơn. Niệm hơi thở không có dừng lại ở một điểm. Nhưng mà như vậy là thời gian đầu đó, chúng ta sẽ cảm thấy rất là rối. Khi mà mình niệm hơi thở,
mà mình thở không tự nhiên. À, cái không tự nhiên đó là cái hơi thở không có an tịnh. Khi mình nói là an tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô an tịnh thân hành, cái chữ đó dịch rất là khó hiểu. An dịch, an tịnh thân hành ở đây có nghĩa là cái hơi thở mình lúc bấy giờ nó thở thoải mái, thở tự nhiên. Lúc đó đó là một cái người chẳng những cảm thấy dễ chịu, cảm thấy thoải mái, gọi là an tịnh thân hành. Rồi phải an tịnh tâm hành, tôi sẽ thở vô an tịnh tâm hành, thở ra, tức là mình sẽ bền bồng cho hơi thở, mình sẽ ra vào với hơi thở, chứ không còn nghĩ cái chuyện này chuyện kia nữa. Nhưng mà chuyện đó chúng ta sẽ nói một chuyện khác. Thì ở đây đó, nó đừng bao giờ mà nghĩ rằng chúng ta mới bắt đầu vào niệm hơi thở mà mình có thể đạt được tới mức độ tinh tế liền, không có. Nhưng mà hãy làm đi, càng làm lâu thì chúng ta càng làm thành thạo. Chúng tôi nhớ hoài những người Phật tử mà họ đi chùa, họ kể chúng tôi nghe cái câu chuyện là họ mới qua bên Mỹ đó, thì cái công việc mà họ thường làm hồi xưa mà có tiền, bây giờ ta hay làm nail, nhưng mà thời xưa đó là làm gọi là assembly, tức là ráp nối. Mà ráp nếu nối theo kiểu dây chuyền thì tức là nó nguyên một cái máy thì ban đầu nó ráp bộ phận nhỏ, rồi từ nhỏ ra lớn, lớn nó thêm thêm nhiều bộ, và mình chỉ ngồi trong một khâu, mình ngồi khâu nghĩa là cái máy nó chạy ngang, mình ráp luôn. Và dĩ nhiên là để đạt cái năng suất đó thì mình phải làm rất là chính xác. Dạ. Con ốc đó phải vặn vô, hãy tới phiên mình phải vặn ốc vô. Là nếu mà mình làm không có, mình làm quá chậm cũng không được, quá mau cũng không được, nó phải vừa với cái độ cái máy nó vận hành, cái dây chuyền nó vận hành như vậy. Thì có nhiều người nói với chúng tôi rằng khi mới vào làm đầu á, mấy ngày đầu á, là khóc. Tại vì sao vậy? Làm không kịp, nó chưa quen tay, và cái người supervisor hay người group leader đó, họ đến họ la tới họ chửi mình đó, và thậm chí họ đòi đuổi việc mình. Nhưng mà mình tập thời gian quen á, thì người Việt Nam chúng ta nổi tiếng là assembly rất là giỏi. Dạ, chúng ta khéo tay lắm. Làm Mỹ và những người khác họ phải sợ mình luôn, tại cái bàn tay mình nó nhỏ, mình làm rất là nhanh, và đồng thời khi mình tập trung mình làm thạo tay. Thành ra trong cuộc đời này đó, chúng ta nói như vậy là ở một cái công việc nào, một lĩnh vực nào, nếu chúng ta chịu khó sống với nó, chúng ta chịu trung thành với nó, chúng ta chịu khó làm việc bền bỉ với nó, thì chúng ta đều đạt đến chỗ thành thạo hết. Và trong sự thành thạo đạo đó, chúng ta sẽ tinh tế hơn, sẽ ảo diệu hơn. Còn nếu mà chúng ta không có bỏ công phu ra để mà sống với nó, thì chúng ta không có đạt đến chỗ ảo diệu. Thì tất cả quý vị nên tin một điều rằng, tất cả những đa số chúng ta khi mà ngồi niệm hơi thở, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, thời gian đầu đó, chúng ta cảm thấy nó mệt mỏi lắm. Và cảm thấy nó khó chịu thoải mái. Nhưng một khi mà mình đã niệm quen rồi đó, thì chánh niệm đó, nó cho mình được một cái cuộc sống rất là đặc biệt. Thí dụ như thay vì mình ngồi bàn chuyện thế sự, thay vì ngồi chuyện giận ông này phiền bà kia, thay vì ngồi chuyện này chuyện kia, bây giờ mình có thể nằm, có thể ngồi với hơi thở. Sống với hơi thở đó là một sự mầu nhiệm. Và đồng thời chánh niệm nó cho phép chúng ta ghi nhận con người thế nào. Buổi sáng thức dậy mình quể quải, lấy cái quể quải đó làm cái đối tượng niệm. Và thậm chí nếu mà chúng ta niệm pháp, quể quải ở đây đó là một truyền cái. Rồi, ngày tinh tấn mình biết là tinh tấn, ngày nào không tinh tấn biết không tinh tấn. Đừng bao giờ mình nghĩ rằng khi mà mình tu tứ niệm xứ đó là mình phải như thế này, đừng như thế kia. Cái thái độ đó phải thái độ người tứ niệm xứ. Cái công việc của một người tu thiền mà làm đó là nó ra sao nhận nó như vậy. Ở đây nó có sự kỳ diệu mà không diễn tả được, thưa quý vị. Nghĩa là chúng ta luôn đặt ở cái thế là một người chỉ ghi nhận quan sát, chứ không có cãi cọ, không có giằng co, không có phê phán, không có trách mình, không có giận hờn gì hết. À, mình cái tâm mình có định biết tâm có định, mà tâm không định tâm tán loạn biết tâm khác tán loạn. Cái tâm mình tâm thường biết là tâm thường, cao mình cao quý biết là cao quý. Và đừng đi xa hơn nữa, đừng đi xa hơn đó, tôi giỏi tôi hay hay là tôi tệ hay không tệ, chỉ biết là à cái tâm mình nó như vậy, biết nó như vậy. Thì một lúc nào đó khi mà chúng ta càng thuần thục thì chúng ta càng nhanh chóng đưa cái sự chú ý trở về thân tâm của mình. Dạ, thành ra quý vị nhớ rằng khi nói về bốn niệm xứ không phải là nói về bốn đối tượng. Ở đây cái bản thể của pháp ở đây là thuộc tánh niệm nha, tức là bốn cái cách quán niệm, cái quán niệm thân, quán niệm thọ, quán niệm tâm, niệm pháp. Dạ, bốn cái quán niệm chứ không phải là bốn chỗ niệm. Dạ, dĩ nhiên là khi nói cái quán niệm thì nói thân, thọ, tâm, pháp. Thành ra chúng tôi không muốn quý vị Phật tử
đừng bao giờ đóng khung. Đóng khung giống như chúng ta nói là học tủ, đi học mà học tủ, là quán thân bất tịnh, quán thọ vô thường, quán tâm không có pháp vô cả. Chúng tôi thường nghĩ mấy cái đó là mấy cái chuyện vẽ vời về sau hết. Hay là hoặc giả là chúng ta nói về tiến niệm xứ là mình niệm thân rồi cho người căn tánh này niệm thọ, căn tánh kia niệm pháp, căn tánh nọ, không có. Cái chuyện đó không có đâu. Cả thân thọ tâm pháp đều áp dụng một cách dùng diễn trong đời sống hết. Chúng ta ngồi xuống, mới ngồi thì mình để ý thân hơi thở ra vô. Ngồi chút quý vị sẽ thấy có đau, có nhức. Ngồi chút tâm nó sẽ phóng. Rồi ngồi chút sẽ có những cái triền cái sân khởi. Tất cả đều cần được quan sát hết. Thật ra không có ai tu mà thật sự về tiếng niệm xứ mà niệm riêng hết, không có đâu. Nhưng mà mỗi thứ nó phải có cái kỹ năng nào đó. Thí dụ như là mình làm chủ tịch của một công ty, mình phải biết tất cả. Khi nói tới tài chính mình cũng phải biết. Nói về nhân sự phải biết, nói về công việc phải biết. Thì cái biết đối với tài chính, biết nhân sự, đối với công việc, biết về cái kế hoạch đó. Nó là những cái biết khác nhau. Nhưng mà mình bắt buộc phải biết. Chứ không thể nào nói tôi chủ tịch công ty chỉ biết về tài chính mà tôi không được biết về nhân sự, không biết về kế hoạch. Không phải, mình làm chủ tịch mà. Thì chánh niệm cũng vậy. Chánh niệm nó giúp cho chúng ta tiếp xúc với thực tại, nắm bắt với thực tại, ghi nhận với thực tại và sống với thực tại. Đơn giản như vậy. Và bốn cái kỹ năng mình phải biết là mình phải niệm thân như thế nào, mình phải niệm thọ thế nào, phải niệm tâm thế nào, niệm pháp thế nào. Đó là tứ niệm xứ. Và chúng ta nên nhớ rằng cái bản thể của pháp ở đây đó là niệm, là sự ghi nhận. Đừng bao giờ mà nói rằng tứ niệm xứ là bốn cái lãnh vực quán niệm hay là bốn đối tượng. Chúng ta không nói đến bốn đối tượng ở đây, mà chúng ta nói là bốn cái kỹ năng để quán niệm. Và bốn kỹ năng này là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Nên cố gắng để lưu ý về điểm này. Thì thưa quý vị, chúng tôi trở lại ở đây thì chúng tôi cũng hơi tiếc một chút là lẽ ra nếu mà chúng tôi là người quyết định giáo trình này đó, thì ngày hôm nay chúng tôi không giảng về tứ niệm xứ, mà chúng tôi sẽ đi vào tổng quan và tổng quan về những pháp này, tại vì 37 pháp này rất là căn bản. Chúng tôi muốn quý vị đi trở vào bài kinh gọi là kinh thanh tịnh ở trong trường bộ kinh đó. Ở trong trường bộ kinh, khi mà vị giáo chủ của bộ đầu Đạo Chan, tức là Mahaviro, tức hay là Digantana Thaputta qua đời đó, thì họ bị phân hóa chia rẽ và các đệ tử kinh chống với nhau. Thì nhân đó ngài Chuyên Đá đem về trình với ngài Xá Lợi Phất, và ngài Chuyên Đá ngài Xá Lợi Phất trình lại với Đức Phật. Thì Đức Phật nhắc là chúng ta là đệ tử Phật, là người con Phật, là phải nên nhớ cái gì là cái căn bản. Và cái căn bản Đức Phật dạy đó là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ dư ý túc, ngũ căn ngũ lực, thất chất chi và chánh đạo. Đó là cái tinh hoa. Chúng tôi nói là một điều bất hạnh cho chúng ta, những người Phật tử, không thấy được cái tinh hoa của điều này. Tại sao chúng ta bất hạnh? Là bởi vì, thưa quý vị, người ta nói đến tôn giáo, ta nói đến tín ngưỡng, ta nói tôn giáo, ta nói đến đây là thiện, đây là ác. Không phải. Đạo Phật hay là lời Phật dạy đó, quan trọng là phương pháp. Dạ. Chúng ta ca ngợi điều tốt, chúng ta chê điều xấu đó, chưa đủ đâu. Đó chỉ là ý kiến thôi. Giống như là bây giờ mình nói rằng mình buôn bán là tốt, hay mình trọng về khoa bảng là tốt, hay trọng là tốt. Cái chuyện mà giàu có hay là khoa bảng, nó là một chuyện, nó là một chuyện ý kiến. Nhưng mà làm sao để có, để học, làm sao để làm ăn ra tiền, đó là một chuyện khác. Thì Lama Gobinda nói rằng cái quan trọng của Phật Pháp là gì? Là Đức Phật dạy phương pháp. Phương pháp. Người Tây Phương, họ trong vòng mấy thế kỷ, họ đã vượt qua mặt Đông Phương, cũng là do phương pháp. Phương pháp rất là căn bản. Mythology. Và phương pháp, quý vị nhớ rằng làm cái gì? Làm có phương pháp. Chúng ta chỉ dừng lại ở chỗ ý kiến thôi. Ý kiến không có đủ. Và khi mà nói đến phương pháp, thì phải nói đến 37 pháp trợ bồ đề. Và nếu cái phần giác, phần tập yếu này đó, chúng ta học mà chỉ học về lý thuyết thôi, thế mình nghe nói là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ dĩ túc, ngũ căn ngũ lực, thất cách chi, tứ niệm xứ, mà nghe giống như là một cái bài giảng Morales, thì thật sự chúng ta hiểu sai hết. Đây là những phương pháp, nó giống như một cái menu, giống như quyển cẩm nang, giống như sổ tay mà chúng ta làm bước 1, bước 2, bước 3, vân vân. Nó giống như bản đồ. Dĩ nhiên là khi quý vị có bản đồ trong tay đó, thì chúng ta có thể có nhiều
cách đi đến một nơi nào đó, có thể đi ngang, có thể bị tắt, có thể cánh này kia. Nhưng mà bản đồ là bản đồ. Dạ, có hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc, có trong, có ngoài, có gần, có xa, chúng ta phải biết. Thì 37 pháp trợ bồ đề này là 37 điều rất là quan trọng cho tất cả người Phật, là tinh hoa của Phật pháp. Nhưng thường thường á, chúng ta nghe nói một cách nghĩa là đại khái thôi. Và khi chúng ta học về 37 pháp trợ bồ đề này đó, hay là giác phần, chúng ta nói tối yếu giác phần này đó, chúng ta cố gắng lưu ý vào cái pháp bản thể quan trọng lắm. Ví dụ chúng ta học về thức giác chi, niệm giác chi, trạch pháp giác chi, cần giác chi, hỷ giác chi, kinh an giác chi, xả chi, định giác chi, thì mỗi pháp đó, đó nếu chúng ta hiểu pháp bản thể thì chúng ta sẽ hiểu đúng. Như chúng tôi nói quý vị hôm nay đó, nếu mà người không biết nó bốn lãnh vực quán niệm là gì, thì bản thể lãnh vực quán niệm là thân thọ tâm pháp, không phải. Cái bản thể ở đây không phải là thân thọ tâm pháp, mà bản thể ở đây là tâm sở niệm hay là thuộc tánh niệm. Tâm sở niệm ở đây là năng tri, và thân thọ tâm pháp chỉ là sở tri, là đối tượng của niệm thôi. Cái đó là cái mà chúng ta phải ghi nhớ. Và nếu chúng ta học 37 pháp trợ bồ đề thì qua thắng pháp quý vị sẽ lợi lạc rất là nhiều. Dạ, lời là rất là nhiều. Và chúng tôi mong rằng riêng về phần này đó, thì chúng ta sẽ tìm thấy được nhịp cầu giữa kinh tạng và thắng pháp tạng, giữa pháp học với pháp hành, và giữa kinh điển và đời sống hàng ngày của chúng ta. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính Thiên Chư Tôn Đức đã vào rung để thuyết giảng. Ngày mai này, thưa quý vị, chúng ta sẽ có giáo trình Phật Pháp cơ bản, và chúng tôi sẽ là vị đảm trách cho chương trình ngày mai. Xin kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa giác đẳng. Sa tu lên thầy, con Metta Banya thay mặt đại chúng trong rừng, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ, không làm các ác nghiệp, không tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ốc đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết chuyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc cụ ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bố Thầy Giả. Yang kim chi kusala kamang kata pangi yang mamang kaye na vajamana sadida se sukatang katang.